Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video để tái sử dụng lại chiếc bóng pipnet ngày trước mình đã nhặt ở ngoài chỗ bãi rác đấy. Thì hôm nay mình sẽ tái sử dụng lại chiếc bóng pipnet này. Hiện tại chiếc bóng pipnet này mình nhặt về thì nó sẽ không có cái phần đuôi đèn. Hôm nay mình sẽ chế thêm cái phần đuôi đèn cho nó để tái sử dụng lại. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái nắp chụp tầm 27mm. Tiếp theo thì mình sẽ khoan lỗ ở cái nắp chụp này để luôn hai sợi dây điện. Chiếc bóng pipnet này ngày trước mình đã nhặt ở ngoài bãi rác về và mình thử lại và sửa chữa lại thì bóng pipnet này nó còn sáng bình thường. Bây giờ mình sẽ hàn hai cái sợi dây này vào hai chân của con cầu diode này, như các bạn đã nhìn thấy ở đây, hàn trực tiếp vào luôn. Và sau khi mình đã hàn xong hai sợi dây vào hai chân của cầu diode thì dây còn lại đó chính là dây cực âm và dây cực dương. Mình sẽ hàn tiếp tục vào hai cái chân cực âm và cực dương của bóng led. Đây, mình sẽ hàn vào hai cái chân này của thanh led. Nó sẽ có ký hiệu cực dương và cực âm. Sau khi đã hàn xong thì mình sẽ nắp thanh led về vào cái ống nhựa. Có một cái đường ray để mình nhét thanh led này vào. Chiếc bóng tít này ngày trước nó có một cái loại lớp thủy tinh bọc bên ngoài nữa, nhưng mà bị vỡ mất rồi. Thì mình cũng không cần sử dụng đến cái lớp thủy tinh đấy. Mình sẽ sử dụng cái nắp chụp này và chế vào cái phần này để tạo ra một cái đuôi đèn. Và sử dụng luôn, chứ không sử dụng đến cái lớp thủy tinh kia. Mình sẽ bơm vào đây một chút keo nến cho nó gắn cái nắp chụp này vào phần ống nhựa của cái bóng đèn này là xong thôi. Đầu còn lại của cái bóng thanh led này thì mình sẽ tiếp tục gắn một cái nắp chụp nữa để bịt lấy cái đầu bên kia để cho nước nó khỏi vào. Mình vẫn sử dụng keo nến để dính lại. Chế một cái nắp khác, coi như cái nắp này là một cái đuôi đèn luôn. Mình nắp vào để chống nước thôi. Cũng khá là hay và tiện với cái nắp nhựa này. Sau khi mình đã hàn và nắp xong, bây giờ mình sẽ cắm vào ổ điện và test thử cho các bạn thấy. Bóng led sáng như thế này là ok rồi. Vậy là mình đã tái chế sử dụng lại chiếc bóng led này ngoài bãi rác, cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Mình sẽ chế thêm một cái nắp nhựa này vào để chế thêm cái đuôi thôi. Công việc còn lại đó chính là gắn nó lên tường và sử dụng. Đây, mình đã làm xong được tầm 2 cái như thế này. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like và share. Đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.